Hoàng, bất động sản Nha Trang xin kính chào anh chị và các bạn. Thì lần đầu tiên Hoàng xin kính chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và ngày hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu đến cho anh chị mình một căn hộ biển penthouse tại tòa OC 1A Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang, và căn hộ này nằm ở tầng 40 của tòa nhà. Và đây là view tại ban công của căn hộ, và căn hộ mình có diện tích là 50 mét vuông và cửa chính là hướng bắc và ban công là hướng nam. View sẽ biển căn hộ bên hai của mình là có hai phòng ngủ. Và đây là view của ban công của căn hộ. Và ban công này cực kỳ dài anh chị, hôm quay cái ban công này để cho anh chị mình thấy được cái giá trị ban công. Ban công ở đây chúng ta có thể để được một cái bộ bàn ăn này anh chị, bốn ghế mà còn rất là rộng rãi. Và đây họ xin lùi về phía sau. Cái ban công mình rất là dài anh chị thấy rõ ràng không? Cái ban công đây. Đó, ban công cực kỳ dài luôn anh chị. Và đối diện bên đây là tòa OC1B Mường Thanh Viễn Triều. Về Mường Thanh Viễn Triều là quần thể là có 6 tòa, trong đó có một tòa là khách sạn 5 sao và 5 tòa 40 tầng là căn hộ. Thì bên hai nữa tầng 40 của tất cả các tòa nhà. Và đây là căn bên hao có diện tích chỉ 50 mét vuông thôi mà view cực kỳ đẹp. Và đặc biệt ở đây á, là cái ban công cực kỳ rộng. Đây, Hồng quay ban công để cho anh chị mình thấy rõ được cái giá trị của cái bên hao của mình là cái ban công cực kỳ rộng rãi. Đây anh chị. Đây. Ban công rộng rãi vô cùng luôn anh chị à. Đây, rộng mênh mông. Chúng ta có thể tổ chức những buổi tiệc nhỏ nhỏ ở đây với sức chứa khoảng 10 người vẫn được anh chị nha. Rồi, bây giờ họ sẽ mời anh chị và các bạn cùng với Hoàng vào xem thực tế của căn hộ này được thiết kế như thế nào và có phù hợp với nhu cầu của anh chị mình hay không. Thì bây giờ trước khi chúng ta vào thì Hoàng mong rằng anh chị mình hãy tặng cho Hoàng một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video này trong hội nhóm của anh chị để ủng hộ kênh cho Hoàng. Đây. Rồi trước khi vào họ sẽ quay một cái đoạn bên hao lại, một cái đoạn là cái ban công của bên hao để cho anh chị mình xem rõ này. Trước khi vào trong đây. Đây. Có hai cục nóng của máy lạnh đây anh chị và máy giặt. Chúng ta để phía ngoài đây anh chị nha. Rồi. Ta bước vào trong cửa từ ban công này, cửa công ta bước vào trong đây. Đó, nhìn thẳng thì chúng ta sẽ bắt gặp ngay là một bộ bàn ăn, bốn ghế, ghế da và đá mặt bằng bằng đá và chân là sơn tĩnh điện anh chị nha. Rồi, ở phía bên đây là một cái bếp nho nhỏ đây. Bếp chữ L được thiết kế là hai tầng. Đó, với tông màu trắng. Và ở giữa đây là có một cái kính cường lực được sơn màu xanh ngọc bích cực kỳ là đẹp và dễ thương. Tại điểm nhấn trong không gian bếp của mình còn mặt đá ở đây là đá đen kim sa. Và thiết bị của nhà bếp thì cũng có là bếp từ nè. Bên đây là máy hút mùi nè. Rồi, đây có tủ lạnh Samsung nè. Và đây là chậu rửa đôi. Đây anh chị, đây chậu rửa đôi đây. Và bên đây là có kệ. Đây là kệ chén này anh chị nha. Đây, bếp được đóng buồng trần, ở phía trên đây là để những vật dụng là chúng ta ít khi dùng đây, ở phía trên đây. Và từ vị trí bếp, chúng ta tiếp nối qua cái không gian tiếp theo là cái không gian phòng khách, là cái nơi sum họp của gia đình của chúng ta đó anh chị. Đây, ta bước vào cái không gian phòng khách ở đây. Thì toàn bộ sàn nhà của chúng ta đều dùng là sàn nhựa hết, nghe anh chị. Và ở phòng khách đó, chúng ta có là bộ ghế sofa chữ Y nè. Và đây, nhìn thẳng ở đây là có một cái tủ giày. Và bên đây là có một cái chỗ để ngồi, chúng ta ngồi để mang giày. Và đây, nhìn qua đây anh chị, đây là cái bàn bộ ghế sofa nè. Và đối diện ở đây là có một cái tivi TCL 55 inch. Đây là kệ tivi nè, điểm nhấn nè. Và đặc biệt ở phía bên đây là có những cái điểm nhấn là những cái lam là dùng bằng gỗ nhựa ở tại điểm nhấn và rất bền với thời gian, màu sắc bền, không có bị cong vênh một gì cả anh chị nha. Đây, kệ tivi là điểm nhấn nè, hai điểm nhấn là hai cái ô hoặc màu trắng rất cực kỳ đẹp luôn. Thì tivi TCL này là mới 100% 55 inch nghe anh chị nha. Đây, khoảng đứng từ vị trí cửa chính nè. Đây, quay qua đây bàn ăn đây, bếp đây đó. Họ quay tổng thể là toàn bộ của mình á. Ở đây là trần là đóng thạch cao toàn bộ, và sau lưng cái bộ ghế sofa
là điểm nhấn là những ốp tường và đá này anh chị nha, và cực kỳ sạch sẽ và bền với thời gian luôn, không có lo là bị bong tróc anh chị nha. Rồi thậm chí ngay vị trí bàn ăn cũng vậy đó, cũng có một cái điểm nhấn ở đây là một cái bức giả đá, một cái màu vàng cực kỳ là sạch sẽ, dễ lau chùi khi bị dơ bẩn anh chị. Rồi bây giờ Hồng mời anh chị chúng ta vào xem cái phòng ngủ của căn hộ mình được thiết kế như thế nào. Đây anh chị, chúng ta bước vào phòng ngủ thứ nhất ở đây. Đây là cửa sổ và gương nhìn ra cái ban công của căn hộ bên hai của mình đây. Và trong phòng ngủ này cũng được thiết kế là một cái giường 1m6 và với theo phong cách là giường và tủ là một liều một khối thống nhất với nhau, cực kỳ đẹp luôn. Đây họ quay rõ cho anh chị mình thấy nha. Đây giường có nệm mới hoàn toàn nè, đây giường nè, tủ liền khối nè, màu trắng với màu gỗ cực kỳ đẹp nè. Và đây có bàn trang điểm nè anh chị. Đây là một thiết kế thống nhất là liền khối với nhau. Và ở đây có một cái máy lạnh Electrolux cũng mới 100% luôn anh chị nha. Rồi chúng ta bước qua phòng ngủ thứ hai của cabin house của mình. Đây phòng ngủ thứ hai đây thì cũng được thiết kế theo phong cách như phòng ngủ thứ nhất anh chị nha. Và đây cũng có một cái cửa sổ nhìn ra cái hành lang của chung cư của mình. Đây thì phòng ngủ này cũng được thiết kế theo phong cách là liền là tủ và giường và bàn trang điểm cũng liền khối với nhau anh chị. Đây họ quay rõ ràng để cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể, hình ảnh chân thật nhất luôn. Đây tất cả là mới hết anh chị ha. Đây sau lưng, sau cái đầu giường là một điểm nhấn là một cái ốp, một cái tấm ốp giả đá cực kỳ sạch sẽ luôn. Và một điều đặc biệt ở đây á, là họ sẽ review cái bàn trang điểm nè. Đây bình thường là chúng ta thấy như vậy thôi đúng không anh chị ha. Và bây giờ khi trang điểm chúng ta hãy kéo lên đây. Đó, kéo lên đây thì đây chúng ta để những cái phấn trang điểm nè. Đây là những dụng cụ trang điểm cho chị em phụ nữ. Đây gương ngồi trang điểm, sau khi trang điểm xong á thì chúng ta hãy đặt xuống lại, che xuống lại rất gọn gàng đó, dễ sử dụng và gọn gàng trong cái thiết kế của mình. Và ở đây có những cái ô trang trí ở đây, chúng ta để những cái giỏ sách của chị em phụ nữ chúng ta nè, nó đồng hồ phụ kiện, nó vòng đeo tay này anh chị. Rồi bây giờ chúng ta xem cái phòng vệ sinh. Thì vì căn hộ mình là hai phòng ngủ một vệ sinh anh chị nhé. Vì căn hộ bên hai của mình ở đây á là 50m2, nhưng mà cái không gian cái ban công rất là rộng. Giá trị của căn hộ là cái ban công của căn hộ anh chị à. Và đây là cái phòng vệ sinh của căn hộ bên hai của mình đây anh chị. Đây phòng vệ sinh thì cũng được thiết kế đơn giản thôi, có một bồn cầu nè, rồi bên đây là lavabo gương, còn bên đây á là vòi xuyên tắm nóng lạnh. Đây hoàng quay chi tiết rõ ràng cho anh chị mình xem đây. Rồi bây giờ hoàng đứng ngay cái vị trí giữa hai phòng ngủ là hoàng sẽ quay từ phía bên tay trái của hoàng, đây là bộ ghế sofa phòng khách đây. Đây hoàng quay chi tiết rõ ràng nha. Đây để cho anh chị mình dễ dàng xem xét nè, là bàn ăn nè. Rồi từ vị trí cái kệ TV chúng ta nhìn ra bếp. Đây bếp có một màu xanh điểm nhấn, cái màu xanh ở giữa kính rất là đẹp và tinh tế luôn anh chị nha. Đây rồi phía ngoài đây là cái ban công đây anh chị. Rồi đó hôm qua một cái tổng thể nhất để cho anh chị mình xem rõ ràng nghe anh chị nha. Rồi đứng vị trí cửa ban công chúng ta nhìn một lần nữa, nhìn từ bếp nhìn qua. Rồi nhìn đây bàn ăn 4 ghế đây, toàn bộ rõ ràng chi tiết trần đây anh chị. Đây rồi bây giờ Hoàng sẽ tổng hợp lại thông tin của căn hộ bên hao của mình. Là căn hộ mình là căn hộ bên hao ở tầng 40 của tòa OC1A chung cư Mường Thanh Điển Triều Nha Trang, có diện tích là 50m2, hai phòng ngủ một vệ sinh, và căn hộ mình là mới 100%. Và khi quay á, đây là hình ảnh chân thực nhất về căn hộ. Thì khi bán thì chủ nhà để lại hiện trạng toàn bộ những nội thất hiện trạng mà Hoàng quay từ nãy giờ cho anh chị nhà mình. Và giá bán của căn hộ này là 1.480.000.000, pháp lý là hợp đồng mua bán, ký công chứng sang tên ngay và bao toàn bộ chi phí sang tên cho khách hàng.
Và Hoàng hy vọng qua video này có thể kết nối được khách hàng sớm có duyên và sở hữu căn hộ này. Và Hoàng cũng cảm ơn anh chị nhà mình đã dành thời gian xem hết cái video này của Hoàng. Nếu anh chị có nhu cầu xem thực tế căn hộ này hoặc một số căn hộ khác trong hệ thống Mường Thanh Điện Triều, thì anh chị nhà mình hãy gọi ngay cho Hoàng 0972 206 206 để đi xem thực tế và chốt cọc. Và để không bỏ lỡ những video giới thiệu về bất động sản Nha Trang Khánh Hòa của Hoàng, thì anh chị nhà mình hãy like và đăng ký kênh YouTube của Hoàng để là những người đầu tiên nhận được video review bất động sản mới nhất của Hoàng. Và Hoàng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở những video tiếp theo.